Sáng nay, huyện ủy Hòa Vang tổ chức hội nghị đối thoại hai cấp huyện xã giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân thôn Tà Lan và thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc. Đây cũng là một trong những nội dung mới có ý nghĩa thiết thực, giúp lãnh đạo huyện, xã trực tiếp lắng nghe người dân, từ đó có kế hoạch giải pháp tổng thể để xây dựng địa phương phát triển bền vững. Phản ánh của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hòa Vang đã báo cáo với người dân hai thôn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 trên địa bàn huyện nói chung và xã Hòa Bắc nói riêng, công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chủ trương lớn của thành phố. Sau khi nghe báo cáo, người dân thôn Tà Lan và Giàn Bí đã kiến nghị một số vấn đề, nội dung liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, các công trình xây dựng cơ bản như thiết chế văn hóa, hệ thống nguồn nước, thủy lợi hay đường gom dân sinh trên địa bàn xã Hòa Bắc. Là tôi đề nghị là nhân dân cũng rất là đang băn khoăn ở chỗ này đây, tức là mở cái đường gom. Hiện nay cái đường gom đi qua cái xã Hòa Bắc là nhiều nơi chưa có, và cái đường cao tốc La Sơn Tuy Loan đi ngang là cắt đứt mọi cái quan hệ khai thác, vận chuyển, rồi là tổ chức triển khai trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng là không triển khai được, là với lý do là không có đường vào. Vì khi đường cao tốc nó vận hành thì người dân không thể nào đi vào đó được. Vẫn có một vài số hộ là vẫn còn nhà tạm bợ, và trong hội nghị hôm nay thì cũng đề nghị với các đồng chí lãnh đạo là quan tâm và hỗ trợ kinh phí để xóa nhà và sửa chữa lại cho đồng bào hai thôn để có nơi che nắng che mưa và trong bão lũ. Nhiều ý kiến cũng cho rằng huyện nên chủ động, quyết liệt trong việc quy hoạch đất rừng, nhất là việc giao đất và quy hoạch trồng rừng cây gỗ lớn để chống sạt lở, đồng thời tạo nguồn dự trữ cho sau này. Một số kiến nghị khác về chế độ chính sách cho già làng, đầu tư phát triển du lịch sinh thái. Đại diện lãnh đạo huyện, xã và các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu những kiến nghị của người dân, đồng thời giải trình những nội dung liên quan trong thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền, huyện sẽ tổng hợp để trình lên các cơ quan đủ thẩm quyền xem xét và giải quyết. Hội nghị đối thoại hai cấp là chương trình thiết thực, không chỉ giúp người dân có thể gửi gắm tâm tư nguyện vọng đến với người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương, mà còn giúp lãnh đạo huyện, xã trực tiếp lắng nghe người dân, từ đó có kế hoạch, giải pháp tổng thể để xây dựng địa phương. Đây cũng là một trong những nội dung mới được huyện ủy Hòa Vang quan tâm, chú trọng trong nhiệm kỳ này. Đây là lần đầu tiên sau cái đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 là có những cái đổi mới là đối thoại hai cấp. Bà con rất là phấn khởi và vui mừng. Thông qua đây, bà con nói chung là thể hiện được của tâm tư nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với các lãnh đạo, đồng thời là lãnh đạo cấp trên nó gần gũi với bà con nhiều hơn. Đó là bà con giải quyết được nhiều cái vấn đề khuất mắc bà con từ bấy lâu nay về kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội. Đó để nhân dân hai thôn có hướng phát triển trong thời gian tới. Những vấn đề mà được các bà con tham dự cái hội nghị để quan tâm, thì tại cái hội nghị này thì ban huyện đã có giải quyết một số vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền, và sẽ có những cái cụ thể để làm sao để mà những cái kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của bà con là được giải quyết cụ thể nhất, và xây dựng thêm cái hệ thống chính trị và niềm tin của đồng bào dân tộc đối với hệ thống chính trị của cấp thôn, cấp xã và cấp huyện ngày càng được tốt đẹp hơn. Lãnh đạo huyện Hòa Vang cũng cho biết sẽ tập trung thực hiện một số nội dung nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc hai thôn Tà Lan, Giàn Bí, xã Hòa Bắc phát triển trong thời gian đến như hoàn thành xây dựng trường mầm non Hòa Bắc với quy mô 7,3 tỷ đồng, nâng cấp hạ tầng khu vực Vũng Bọt, thôn Giàn Bí, đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn và ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là tạo nguồn nhân lực cho du lịch sinh thái cộng đồng.